Đường tượng đài Đức tướng Lê Chân có lễ rất long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đức tướng Lê Chân năm 2024. Tới dự về phía Trung ương có các đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Dự lễ khai mạc về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, lễ rước bộ với hai đoàn rước xuất phát từ đền Nghè và đền An Biên đi qua các tuyến phố. Khoảng 1.500 người tham gia lễ rước theo đúng nghi lễ truyền thống với các dàn bát âm, đội xanh tiền, dàn bát biểu, chấp kích, kiệu hoa, lọng tre, kiệu võng, đoàn tế nữ quan hướng về khu vực trước tượng đài nữ tướng Lê Chân. Với lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo tiến hành lễ dâng hoa, dâng hương trước tượng nữ tướng Lê Chân, nữ tướng tài ba dưới thời Hai Bà Trưng, người có công khai hoang lập ấp dựng lên trang An Biên xưa, thành phố Hải Phòng ngày nay. Nữ tướng Lê Chân là võ tướng dưới thời Hai Bà Trưng, cùng với những thủ lĩnh anh hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, bà đã tham gia đánh đuổi giặc Hán Đô Hộ. Với những công đức lớn lao của nữ tướng Lê Chân, người dân Hải Phòng đã lập đền thờ phụng, suy tôn bà lên bậc thánh mẫu, là thành hoàng của vùng đất ven biển. Công đức của nữ tướng còn in đậm trong tâm trí của người dân Hải Phòng. Những di tích và huyền thoại về bà vẫn còn được nhân dân truyền tụng ghi nhớ. Sau tiếng trống khai hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề Nữ tướng miền cửa biển, tái hiện lịch sử hình thành vùng đất An Biên xưa, Hải Phòng ngày nay với sự tham gia của hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ các đoàn nghệ thuật cùng các ca sĩ nổi tiếng trong nước biểu diễn. Chương trình gồm 3 chương: An Biên một thủa, Nữ tướng miền cửa biển, Lê Chân ngày sáng tươi, được dàn dựng công phu, tái hiện sử thi về nữ tướng Lê Chân, về thành phố cảng trung dũng, quyết thắng và tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Lê Chân. Địa phương tự hào được mang tên vị nữ tướng tài ba, người mở đất cõi An Biên, Hải Phòng ngày nay. Năm nay thì nội dung là sử thi kết hợp với ánh sáng, kết hợp các cái công nghệ mới để chúng tôi có được một cái lễ hội thực sự là hiện đại nhưng mà vẫn giữ được nét truyền thống. Và khi xây dựng kịch bản thì chúng tôi cũng đã được các cái cơ quan ban ngành và hội đồng nghệ thuật thẩm định của thành phố cũng đã cho ý kiến để chúng tôi có thể là chuẩn bị tổng duyệt, tập duyệt đêm hội thực sự là mãn nhãn như bao nhiêu chờ mong của người dân trong thời gian vừa qua để chờ đón lễ hội của nữ tướng Lê Chân. Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016 và tổ chức hàng năm vào ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 2 âm lịch. Thông qua lễ hội, góp phần phát huy nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của nữ tướng Lê Chân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa truyền thống, uống nước nhớ nguồn. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Phường Sư Hà Tây, đơn vị anh
chiến chống Pháp là phường có diện tích lớn và dân số đông nhất quận. Trên là phường lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống như chùa phổ chiếu truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thank you.
các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, đại diện các tỉnh bạn tới tham dự chương trình. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu quận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trung ương, thành phố Hải Phòng và quận Lê Chân cùng đông đảo sự có mặt của các quý vị khán giả, nhân dân và du khách đã tới tham dự lễ khai mạc ngày hôm nay. Xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Chương trình truyền hình trực tiếp khai mạc lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2024 sẽ chính thức được lên sóng truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào lúc 20 giờ 15 buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị hãy ổn định chỗ ngồi của mình và đặc biệt lưu ý các vị trí máy quay, vị trí kỹ thuật của chúng tôi, hạn chế di chuyển trong khi chương trình đang diễn ra. Và chúng tôi rất kính mong các đồng chí phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông chúng ta tác nghiệp tại khu vực được cho phép. Một lần nữa xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn quý vị.